Ngày 17 tháng 3, đoàn công tác liên ngành trung ương đã đến khảo sát thực tế, chuẩn bị công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu tại các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Tại chuyến khảo sát và làm việc tại các xã của 4 huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú được đề nghị công nhận xã an toàn khu, dùng an toàn khu lần này nhằm làm cơ sở đề nghị công nhận là xã an toàn khu, dùng an toàn khu, qua đó ghi nhận công lao đóng góp của đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các địa phương cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã an toàn khu, dùng an toàn khu, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị công nhận xã an toàn khu, dùng an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với các đơn vị hành chính cấp xã đợt này ở 4 huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long.